Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để cơ thể hoạt động khỏe mạnh thì cơ thể người phụ nữ cần phải có hệ thống nội tiết để tiết ra các hóc môn. Trong trường hợp nội tiết tố bị rối loạn sẽ gây ra rất nhiều các loại bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thẩm mỹ của chị em phụ nữ. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang bị rối loạn nội tiết tố nữ nổi muộn bất thường trên da cơ thể tiết nhiều mồ hôi các bác sĩ chuyên khoa cho rằng cơ thể nổi mụn bất thường là do sự thay đổi của hệ thống nội tiết tố trong cơ thể, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi dậy thì. Dấu hiệu rối loạn nội tiết tố nữ này rất dễ phát hiện và gặp phải ở đa số chị em phụ nữ. Cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn. Việc cơ thể bỗng nhiên tiết ra nhiều mồ hôi hơn bình thường chứng tỏ quá trình cân bằng nội tiết tố trong cơ thể đang gặp vấn đề, làm cho hóc môn kiểm soát nhiệt độ bị mất đi. Dấu hiệu rối loạn liệu tiết tố này hay gặp ở những phụ nữ sau khi mãn kinh. thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu. Mất ngủ là dấu hiệu rối loạn nội tiết tố cực kỳ nguy hiểm, cảnh báo cơ thể đang có nồng độ progesterone quá thấp. Progesterone là hóc môn giúp mang đến cảm thấy thoải mái, bình tĩnh và duy trì giấc ngủ ổn định hơn cho người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu đang trong điều kiện bình thường mà vẫn bị mất ngủ thì đây là một dấu hiệu đáng lo ngại và chị em phải nghĩ ngay đến việc bị rối loạn nội tiết tố nữ. Bị đau đầu thường xuyên, trừ trường hợp bị stress hay mệt mỏi thì lý do duy nhất khiến người phụ nữ bị đau đầu thường xuyên chính là do lượng estrogen quá thấp. Đau đầu thường xuyên cũng chính là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cơ thể đang bị rối loạn nội tiết tố mà chị em cần phải lưu ý. Cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, cân nặng thay đổi, Cơ thể có thể mệt mỏi khi gắng sức làm một việc gì đó, nhưng nếu như lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi không làm gì, thì đây chính là dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố nghiêm trọng mà chị em phụ nữ cần phải đề phòng. Cân nặng thay đổi. Khi bị rối loạn nội tiết tố thì cơ thể người phụ nữ sẽ rất dễ tăng cân dù cho đang ăn kiêng. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do việc thiếu hụt hoặc dư thừa một số loại hóc môn sẽ khiến cơ thể tích chữ mỡ và phá vỡ các khối cơ gây tăng cân không kiểm soát. gặp phải vấn đề về tiêu hóa, mất khả năng tập trung. Dạ dày bỗng nhiên khó chịu khi cơ thể trong trạng thái căng thẳng quá lâu cũng chính là dấu hiệu rối loạn nội tiết tố. Nó tương tự như việc cơ thể bị stress và sản sinh ra một lượng hormone môn lớn, gây ra tình trạng trên. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khi nồng độ estrogen cao sẽ làm ảnh hưởng đến vi sinh vật trong ruột và gây ra các vấn đề về hệ tiêu hóa. Mất khả năng tập trung, việc quên trước quên sau hay không thể tập trung để làm một việc gì đó chính là dấu hiệu khi cơ thể đang bị rối loạn nội tiết tố nữ, nguyên nhân là do lượng estrogen và cortisol thấp. Giải pháp cân bằng nội tiết tố nữ để giúp cân bằng nội tiết tố nữ thì việc xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài ra chị em hãy rèn luyện thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để phòng bệnh và duy trì cơ chế sản sinh nội tiết tố cân bằng ổn định. Để giúp cân bằng nội tiết tố nữ, chị em nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Khi đã bị rối loạn nội tiết tố thì ngoài việc tuân thủ nghiêm túc các chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, còn cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày một cách hợp lý, uống đủ nước để điều hòa hormone cortisol trong cơ thể một cách hiệu quả nhất, đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ và đa dạng các loại dưỡng chất. Nên bổ sung các loại thực phẩm giúp làm tăng nội tiết tố nữ và giảm rối loạn sinh lý phụ nữ như sản phẩm được chế biến từ đậu nành, cà rốt, tỏi, rau bina, rau diếp, bắp cải, bông cải xanh, chanh, đậu hũ. Ngoài ra, chị em hãy học cách giữ cho tinh thần luôn thư giãn, lạc quan, vui vẻ và tránh xa các suy nghĩ tiêu cực để giúp cân bằng nội tiết tố hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mặt trăng có ảnh hưởng tới sức khỏe của con người như thế nào sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.